Ngày 1 tháng 7, gần 400 tình nguyện viên đã về chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Đây là đợt hiến máu lần thứ 75 tại chùa. Qua công tác khám sàng lọc và hiến máu, hàng trăm đơn vị máu với các thể tích 250ml, 350ml đã cùng góp vào ngân hàng máu cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để sẵn sàng trong việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong khu vực. Chương trình hiến máu nhân đạo là chương trình thường kỳ của chùa Giác Ngộ diễn ra vào mỗi thứ bảy tuần đầu tiên và tuần thứ ba của mỗi tháng. Đến nay sau 75 lần tổ chức vận động, chùa Giác Ngộ thu hút được gần 30.000 lượt hiến máu thành công. Trong năm 2023 ước tính sẽ có bình quân 24 lần hiến máu mỗi năm và trung bình 300 đến 400 tình nguyện viên trong một lần hiến máu. Những đơn vị máu sẽ tiếp tục được đóng góp và ngân hàng máu tại các cơ sở điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang trong khó khăn, cần máu để duy trì sự sống.